Hello anh em nha. Thì hôm nay còn tiếp tục làm clip và chia sẻ về chim hút mật nha anh em. Thì hôm nay làm clip về chia sẻ về các lỗi của con chim thi nha anh em. Thì hiện tại thì chim hút mật anh em, thì thi thì mình thấy có một số lỗi anh em. Ví dụ như mà nó cắn lông ha, cắn lông, cắn chân, đeo nóc anh em, đeo nóc xuống bố, thì những lỗi đó thì điểm trừ ha anh em. Điểm trừ nhiều khi những cái lỗi đó thì rất là đáng tiếc ha. Nhiều khi vô những vòng chọn anh em mà mình lỡ mình bị xui trúng những cái lỗi đó nè, ví dụ chim đang chơi 50-50 mà mình xui mình trúng những lỗi đó thì bị lỗi thì hơi bị tiếc anh em. Ví dụ như giả dụ như con chim của mình đang đánh vô vòng chọn top đi, con chim mình đang mạnh ngang đều ngang đồng với con chim kia, nhưng mà chim mình nó là bị lỗi, nó chụp nóc anh em, hoặc nó xuống bố, hoặc nó cắn chân cắn cắn lông vậy anh em, là con chim mình nó bị lỗi ha nè. Giống như hai con đấu ngang ngửa nhau mà con mình bị lỗi phụ thì mình phải bị lỗi nha anh em. Thì hôm nay làm clip gì chia sẻ cái chủ đề mấy cái lỗi của chim thi nha anh em. Thì nhiều anh em nhắn tin hỏi cần cái lỗi mà cắn lông á anh em, cái lỗi cắn lông cắn phao anh em hỏi là nguyên nhân sao. Thì thứ nhất là do con chim á anh em, con chim mình nuôi á anh em, con chim mình cái nết nó dữ quá mà mình chăm nó căng quá anh em. Nhiều khi nó đánh á, ở nhà mình á, mình đánh chim ít á, mình ra vàng mình gặp chim nhiều anh em, ví dụ như đây đây mình cho đấu nha anh em, nó đấu hoài một hồi mà nó ra con chim đây đá không được anh em, nó ức á thì nó sẽ tự quay qua nó cắn nó ha. Cái đó lý do là con chim mình nó căng quá anh em, thì trường hợp đó thì nó cũng khó nè. Nhiều khi mình phải điều cám lại nè, mình điều cám cho con chim mình cái lửa nó ổn xíu ha, đừng có căng quá thì khả năng khắc phục được những cái tình trạng đó nha anh em. Cái vấn đề mà cắn lông cắn phao anh em là nó cũng khó nha anh em, cái này nguyên nhân có thể là do cám hoặc là do con chim mình nuôi nó căng quá nè. Còn nhiều anh em hỏi cần mà con chim nó lộn á nè, nó có bị tính lỗi nè. Ví dụ con chim mình đứng ngay cầu nó lộn thì không sao anh em, mà con chim mình nó bu lên nóc rồi nè, nó đạp nóc và nó bu nó cắn nè anh em, thì nó sẽ bị tính lỗi nè. Hoặc là con chim mình nó xuống bố ha, thì mấy cách khắc phục đó, cái khắc phục đạp nóc này với xuống bố thì mình có thể khắc phục được dễ nha nè. Còn cái vấn đề mà chim cắn phao cắn cắn lông thì nó hơi khó, cái đó nó phức tạp hơn nè, mình phải tìm hiểu về cái nết con chim mình ha, rồi có thể anh em điều cám về về cho con chim mình nó hạ bớt, nó đừng có căng quá ha. Thì cái vấn đề đầu tiên là nói về cái vấn đề mà xuống bố nè, thì bây giờ anh em biết rồi, chim thì anh em đi đánh thì cần thấy là anh em mình đã căng dây hết rồi anh em. Anh em đã căng dây khoảng cỡ 50-60%, mà hiện tại giờ cần thấy khoảng 50-60% anh em đã căng căng lưới ha. Ví dụ anh em căng lưới, anh em đừng căng thấp quá đây anh em. Anh em căng lưới anh em căng ngang đoạn này nè. Thì anh em cần thấy anh em hay căng cái đoạn này nè anh em. Rồi cái cầu dưới nè, thường anh em là dùng một cái bợ cầu anh em đưa tới đây nè. Cần thấy mấy ông anh cũng cần chơi là bợ cầu đưa tới đây nè anh em. Cách cái này khoảng 7-8 phân nè. Thì cần có hỏi ảnh thì anh nói cho con chim mình nó đánh anh em từ cầu phụ mà lên cầu chính là nó đỡ bớt lực anh em. Thì theo con nghĩ cũng đúng, nếu mình để hai cầu xa mà chim nó lên xuống mà nó đấu anh em, lúc mà đấu nó sàn cầu mạnh á thì chim mình sẽ dễ mất lực hơn mình để cái cầu đoạn này ha. Thì hôm bữa cần cũng nói ông anh cũng chia sẻ cho cần, thì cần cũng có đôn mấy cái lồng chim kia rồi, còn cái lồng này là cái lồng con chim bụng trắng anh em. Thì mình giăng lưới này nè, mình khắc phục được tình trạng nào anh em, khắc phục được tình trạng mà con chim anh em nó đấu mạnh ha, nó đấu mạnh nó dí chim mà nó té bố anh em, chứ còn con chim mà nó ăn uống rồi, cho dù anh em có giăng bố cỡ nào thì con chim mình nó cũng xuống nó kiếm đường nó ăn anh em. Mình giăng bố thì có thể đứng này nó thọt đầu nó ăn cũng vẫn bị tự anh em, tại vì khi mà con chim mình nó đấu dí chim nó khác, còn con chim đi xuống bố nó ăn uống khác anh em, nó xuống nó dí chim là nó lên xuống nó gì nó nhìn con chim kia nó rượt rượt vậy nè, còn con chim xuống bố nó đứng này nó nhìn xuống mặt bố này không anh em. Thì chia sẻ anh em cái vấn đề nó xuống bố nè, khi mà chim mình nó xuống bố mình giăng lưới vậy nè sẽ hạn chế được cái tình trạng mà chim nó dí nó rớt bố anh em. Nó dí rớt bố thì mình bị lỗi, ví dụ mình tiếp dụ hai con chim mình đang đấu 5 năm với nhau mà chim mình dí chim, cho dù mình dí mình rớt bố hay mình xuống mình dí mình rớt bố, mình không có nó không phải là chim thái độ nó yếu anh em, hai con thái độ ngang nhau, nhưng mà chim mình dí rớt bố là ví dụ mà so kè là chim mình cũng bị rớt anh em. Ví dụ xe so kè hai con nó ngang ngửa nhau mà con chim tao không rớt bố, con chim mình dí rớt bố là mình bị lỗi nha anh em. Còn cái vấn đề đạp nóc này thì bây giờ hiện tại cần thấy khoảng cả 50% là anh em người ta nó che nóc rồi nè. Thì hôm qua cần có đặt mấy cái miếng che nóc nè, chiều hôm qua đặt thì chiều nay cần đi về là bên bên chỗ giao hàng người ta giao cho cần rồi.
Để cần lấy cho anh em coi cái này là tấm mica nha anh em. Thì cần thấy cái tấm này rất là hiệu quả anh em. Thì nếu mà mình đi thi và mình trang bị cái lồng mình kỹ chút xíu anh em, thì mình sẽ hạn chế được những cái lỗi không mong muốn anh em. Ví dụ vô những vòng mà chọn top hoặc vô những vòng mà cầm lồng anh em, mà lỡ chim mình nó bị dướng những cái lỗi đó thì mình rất là tiếc nha anh em. Thì cũng có đó chứ không phải không có anh em, cần gặp cũng rất là nhiều giải nha, ra chim nó bị rớt rất là tiếc nha anh em. Đây anh em, cần có đặt 18 mica này chạy CNC hết nha anh em. Thì mình đặt cái mặt này nè, cái mặt mà có cái rõ này mình đặt nó lên trên nắp nè anh em. Còn cái mặt dưới đây nè, theo cần nghĩ là anh em khỏi có gỡ cái miếng ra ha. Thì cần thấy cũng có nhiều anh em mà nó gỡ cái nắp này ra nè. Bây giờ cần nghĩ là khỏi gỡ nắp ra luôn, nhìn nó cũng giống như màu gỗ anh em. Khi mình để một miếng bằng này nè, con chim nó không giờ nó chụp được nha anh em. Nó không giờ chụp được ha, giống như hôm bữa cần có làm cái clip mà con bụng trắng nó cần á. Hình như cái clip nó cần có đăng anh em. Con bụng trắng cần nó hay ngủ nó treo đây nè. Lý do là lúc mà mình đem về nè, chim nó quảng cái nó bật lên nó nằm nè, nó nằm đây rồi cái nó quen luôn nè, nó quen cái nó treo toàn ten trên nó luôn, thành ra nó ngủ đêm mà nó cũng treo hết nè. Thì cần cũng cho nó vô cái lồng nhựa trên có cái nắp bi chai thì nó không có treo được ha. Để mình ráp cho anh em coi nha. Giờ cũng khá là khuya rồi, mấy con năm màu nó kêu quá trời nè. Thì đó là con chim khiển tay đó. Này lắp khá là dễ nha anh em. Vô cần có con chim đây á. Cần lắp mà phải giữ cái cửa nên để nó bay. Thì cần cũng thấy nhiều anh em lắp anh em, thì anh em bỏ cái gì gỡ cái miếng mica trong anh em, thì còn thấy để cái miếng mica vàng vàng mình khỏi gỡ tờ giấy ra nó sẽ ổn hơn anh em. Vì mình để cái miếng mica trong thì nó sẽ thấy cái nang ha, còn mình bỏ về luôn thì nó sẽ không thấy cái nang lòng nữa. Cái form lòng cần hình như nó rộng, nó bự hơn cái nó bự hơn cái này anh em. Đó anh em thấy không, khi mà mình che nóc vậy rồi á thì con chim nó không có thấy được cái nang ở trên đó nha anh em, nó không có tránh được cái tình trạng mà chim nó bu nóc ha. Cái con này là cái con năm màu bông trắng, cần con chim già mùa nè. Thì hôm trước cần cũng thấy nó đá nóc nhiều quá nè, nó lộn á, tại vì con này nó nuôi chung. Cái trước cần bắt cái con này của cái anh đó ở Sài Gòn á, thì anh nuôi chung con phen á anh em. Thì nghe ông anh cần nói là con phen nó là vua lộn anh em, thì nó cũng bắt trước được cái tật của con phen nó lộn anh em. Thì trước nãy cái lồng kia hơi nhỏ nó lộn dữ lắm, nhưng mà bỏ cái lồng này thì thấy không có lộn nữa, nhưng mà để cần gắn cái miếng che nóc thử nó khắc phục được hơn nè, nó còn đeo nóc được không. Đó, ok anh em. Khi mình lắp cái miếng che nóc này anh em thấy không, mình để cái tờ giấy của tấm mica anh em, để cho con chim nó không có thấy được cái nang lọng trên ha. Còn thấy nhiều anh em mà gỡ ra nó trắng phao, anh em nó nhìn nó trong suốt, nó thấy cái nang lọng trên thì có thể nó cũng chụp ha anh em. Đó, mình gắn vậy là con chim nó không giờ nó chụp nóc nữa ha.
giờ nó chỉ có đeo quanh bên đây thôi nè, thì đeo quanh bên đây thì không sao ha. Còn chụp nóc thì nhiều khi mình xui cái mình vô những cái dòng chọn top á nè, mình bị cái khi mình đang 50-50 mình bị cái mình bị lỗi thì mình rất là tiếc anh em. Thì để cần chèn cái Facebook với số điện thoại của người bán này cho anh em vô, anh em có thể ủng hộ ha, cảm thấy bán cũng rất nhiệt tình nha anh em. Quá ok ha anh em. Mình che lại cái tại cái lồng mình nó hơi rộng anh em. Những cái lồng này nó size nó hơi bự nè. Cả không biết là size bao nhiêu nhưng mà nó bự ha. Cái lồng này lúc trước cái lồng này size khoảng 25 anh em. Cái tay cần khoảng cỡ 22 mà cái lồng nó cao thiếu khoảng size khoảng cỡ 25 nha anh em. 25 vuông. Cần nghĩ vậy tại vì lồng chim cần cũng quan tâm nhiều ha, cần chơi chứ cần ít có quan tâm mấy cái vụ đó. Thì anh em thấy sau khi mình che nóc thì con chim nó không bu được trên cái nắp nữa nè, nó sẽ không thấy cái nang nữa, nó sẽ bu vòng vòng cái quanh này thì mình khỏi cái lo cái vấn đề mà chim nó đá nóc nè anh em. Cái tình trạng hút mật mình nó đá nóc gặp rất là nhiều nha anh em, tại vì cái bản năng của hút mật thì nó bay nhảy rồi, mình không có tấm mica này mà trên đây nó nang nữa thì nó sẽ bay đá nóc anh em. Thì còn thấy bây giờ cũng có nhiều cái loại mẫu lồng anh em, người ta cái mặt trên đây nó làm bằng tre luôn rồi, hoặc anh em mua cái tấm bằng vải anh em, cái thứ mà tấm áo lồng á thì ta che nóc hết rồi. Nhưng bây giờ ra tấm mica này thì rất là tiện ha anh em, cái tấm mica này cắt CNC thì nó rất là đẹp, bo góc cho mình rất là gọn ha nè. Tùy theo cần thấy anh em là nên để cái miếng giấy này nè, không nên xé miếng ra ha. Thì cần thấy nhiều anh em người ta dán người ta che nóc nhưng mà ta xé nó hết, cần thấy nó trong suốt anh em, nó có thể nhìn thấy nang đây nè. Tùy theo mình để vậy thì nó không thấy nang thì nó không có chụp đây được nữa. Đó anh em thấy khá ok ha anh em. Thì mình che nóc rồi mình giăng lưới nữa thì mình sẽ khắc phục được hai cái tình trạng mà con chim mà nó dí chim nó rớt bố ha anh em. Thứ hai là nó đeo nóc ha. Thì cái đó những lỗi mà không mong muốn mà lỡ mình bị thì rất là tiếc ha anh em. Những lỗi đó mình có thể khắc phục dễ dàng ha. Rồi thì chia sẻ anh em vậy thôi ha. Thì cần để số điện thoại với Facebook của đứa em nó lên đây cho anh em có thể là ủng hộ ha anh em. Rồi tạm biệt anh em nha.